chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử danh hài Xuân Bắc. Danh hài Xuân Bắc tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Bắc, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1976, là một nghệ sĩ ưu tú, diễn viên, người dẫn chương trình, nghệ sĩ hài người Việt Nam. Anh hiện đang công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Anh nổi tiếng với vai núi trong bộ phim Sóng ở đáy sông, vai trò của diễn viên hài của Gặp nhau cuối tuần trên VTV3 và Gặp nhau cuối năm của Đài truyền hình Việt Nam, và là người dẫn chương trình trò chơi truyền hình Đuổi hình bắt chữ của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xuân Bắc sinh ra tại phố Thanh Hà, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Con đường sự nghiệp: từ năm 1982 đến năm 1987, anh học tại trường tiểu học Hòa Bình, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì. Từ năm 1987 đến năm 1991, anh học tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì. Từ năm 1991 đến năm 1994, anh học tại Trung học phổ thông công nghiệp Việt Trì, thành phố Việt Trì. Năm 1998, anh tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam và làm MC cho một số chương trình truyền hình. Anh kết hôn vào tháng 7 năm 2006. Ngoài việc là một diễn viên, MC nổi tiếng, Xuân Bắc còn tham gia vào các hoạt động đoàn thể. Anh từng được trao tặng danh hiệu thanh niên ưu tú thủ đô. Ngày 30 tháng 11 năm 2010, Xuân Bắc được chọn làm đại sứ thiện chí của UNESCO về nước sạch và vệ sinh môi trường. Ngày 10 tháng 1 năm 2016, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tháng 9 năm 2016, Xuân Bắc được bổ nhiệm làm phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2018, Xuân Bắc là một ủy viên của Hội đồng Trung ương khóa 8 theo quyết định số 287 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã họp để chọn cử nhân, anh Nguyễn Xuân Bắc đã được hiệp thương vào Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8. Vợ của nghệ sĩ Xuân Bắc chính là cô Nguyễn Hồng Nhung, người được khán giả gọi cái tên thân thương là Tạ Thị Lạng. Năm 2004, cô cùng với Xuân Bắc diễn chung trong chương trình Gala Cười tiểu phẩm 2 Tỏ tình qua điện thoại. Hôn lễ của cô và Xuân Bắc diễn ra vào năm 2006 do người bạn thân Tự Long, ông Mai dẫn chương trình. Năm 2016, Nguyễn Hồng Nhung trở thành giảng viên khoa sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Mặc dù cô học nghệ thuật nhưng đam mê đành gác lại, cô chọn làm giảng viên để có thể chăm lo cho gia đình. Hiện tại, vợ chồng Xuân Bắc có hai cậu con trai, Nguyễn Nhật Khánh Minh sinh ngày 2 tháng 9 năm 2007 và Nguyễn Nhật Võ Nguyên, tức Bi Béo, sinh ngày 19 tháng 8 năm 2009. Họ đang định cư tại Hà Nội. Người phụ nữ này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với quyết định của nghệ sĩ Xuân Bắc. Cô luôn là người động viên và khuyên chồng có những quyết định sáng suốt. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.